Hi everybody, today we continue day 3. Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài ngày 3 nguyên âm O. Và hôm nay chúng ta có một cái câu danh ngôn như sau: A guilty conscience needs to accuse. Nghĩa là không có sự trừng phạt nào lớn hơn lương tâm cắn rứt. Các bạn có thấy bài học hôm nay rất thú vị không? Mình hãy áp dụng những từng câu nhỏ vào cuộc sống hàng ngày của mình nhé. Chúc các bạn học vui với tiếng Anh. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you for watching. Và đừng quên like and subscribe. Đấy, bạn là người đầu tiên xem được những video mới của cô nhé. Goodbye, see you.